Rồi, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Dương TV. Tiếp tục một cái video nữa thì mình xin chia sẻ cho các bạn xem cảnh cái xe cuốc đục cái cột nha các bạn. Cột này là cột chân tượng mẹ Quan Âm, thì đây, mẹ Quan Âm đã đang được di dời bên đó các bạn. Thì lúc trước là mẹ Quan Âm đang đứng ở đây. Thì do chịch hướng sau đó thì cũng như là cái hướng quốc lộ nằm ngoài đó và cái cổng vào ngoài đó đó, nhà chùa muốn nhưng mà tượng mẹ là nằm quay mặt vào các bạn, nằm quay mặt về hướng bên đây, cho nên là nhà chùa mới di dời tượng mẹ về bên kia để quay mặt trở ra lại á. Thì sau khi bức tượng thì đang được hai xe cẩu tiến hành di chuyển dời về bên đó, thì ngày mai mới đưa tượng lên các bạn. Thì ở đây thì cái xe cuốc đang đục các bạn, thì sẽ đục ở dưới cái chân này, sau đó sẽ xô cho nó ngã, xô ngã xuống rồi mới bắn tiếp. Đây là rồng phụng gì nè các bạn, rồng đó, rồng đục bỏ hết trơn rồi. Quả bố này đục cũng dữ quá chứ. Cô bình cô 8903. Làm gì vậy? Làm gì mà ngã? Chưa đâu. Trời ơi, mới gì mà đòi xô ngã các bạn. Rồi, 88 chứ không phải 89 nha các bạn. Nhầm, 88.
rồi, sổ nóc luôn rồi, rút bố hóng gà luôn rồi. Đấy. Vậy là có khả năng ngã rồi đó. Chuẩn bị cụm đó, ngã đó, ngã đó. Ngã xuống thì bắn mấy hồi banh cái cây cọc rồi, ngã xuống thì bắn 30 giây. Wow. Như tử cây cột. Để vô đá cắt ngang nha các bạn. Cái gì cho đục cái trụ dưới ra nữa, nó lâu lắm. Thank you.
màu hương xích. Rồi, đầu cắt các bạn ơi. Wow, đục cái kia luôn. Rồi rớt mũi búa ra rồi quá đục văng mũi búa luôn. Giục chốt cái mũi ra. Nóng nha, không hỏi luôn á. Bước trên xuống rạp nhớ, bước trên xuống rạp. Rồi, tiếp tục. Xong cây thứ hai nghỉ rồi. Nghỉ phải không? Rồi, nghỉ rồi bạn ơi, đợi ngày mai làm tiếp ha. Giờ này 5 giờ mấy rồi, ai cũng về hết rồi. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở video mới nha.